xã Tịnh Khê cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi 15 km, phía đông giáp biển, phía nam là hạ lưu sông Trà Khúc, bên sông bên biển cảnh sắc thiên nhiên hiền hòa, dòng sông Kinh chạy song song bờ biển tạo cảnh nên thơ như cây tên Mỹ Khê. Hai di tích lịch sử cấp quốc gia của Quảng Ngãi, khu chứng tích Sơn Mỹ và đền thờ anh hùng dân tộc Trương Định đều nằm trên đất Tịnh Khê. Những công trình lớn, cầu cổ lũy, điểm nhấn cuối dòng sông Trà, chùa Minh Đức với tượng Phật cao đến 122 m. Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng, bước đi phù hợp với vùng đất hội tụ cảnh sắc thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa này. Một điểm đến của bình yên. Em ơi chớ có thầy lây, anh vung một cái và ngàn ngày em đi mua. Sự trù phú sung túc của sông Kinh đã đi vào câu ca. Một thời thủy sản trên sông là nguồn sống của biết bao cư dân nơi đây. Nhiều bậc cao niên cho biết hệ sinh thái ở sông Kinh vô cùng phong phú. Trước thập niên 90, nguồn thủy sản trên sông này thuộc top dồi dào và đặc trưng nhất Quảng Ngãi. Nghề chài lưới, bè rớ phát triển mạnh. Cá tôm thu về không chỉ đủ ăn mà còn dư bán. Rừng dừa nước nằm giữa hai thôn Cổ Lũy và Trường Định, trên dòng sông Kinh như một miền Tây thu nhỏ. Những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, rừng dừa đã tạo thành địa thế hiểm yếu, là nơi che chở cho bộ đội. Lịch sử đấu tranh của quân và dân xã Tịnh Khê đã gắn liền với nhiều trận đánh ở rừng dừa nước. Căn cứ rừng dừa nước đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh của Quảng Ngãi và là nét đẹp của làng quê. Một cảnh đẹp về thiên nhiên khá nguyên sơ, một địa chỉ hấp dẫn hiếm có ở miền Trung. 15 hectare rừng dừa nước hiện được khai thác để làm du lịch. Những cái hòn dừa đây, những cái bạc, cái chợ đây là để anh em du lịch về để tham quan, cho nó đẹp đẽ cái xã Tịnh Khê mình. Vui vẻ lắm, khí thế lắm, mừng rỡ lắm, để cho bà con mình để có cái chuyến bay dài cho vui vẻ, cho bà con kiếm đồng bọt mắm muối để trong xô mà có du lịch đưa lại bà con đi tới nữa. Anh em bà con đi tới nữa để cho bà con họ rất là vui mừng. Tịnh Khê đã được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2015. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Người dân đã khai thác lợi thế, giá trị riêng có từ cảnh quan thiên nhiên để thu hút du khách. Trước làm nông, làm biển, giờ bắt đầu làm du lịch. Khách du lịch khắp nơi biết đến và chọn làm nơi đây để trải nghiệm. Đúng là nó thay đổi hoàn toàn cái năng lượng của mình. Cái năng lượng ở đây nó rất là sạch sẽ, tươi mới và nó cho một cái nguồn cảm hứng mới. Cho nên là khi lên bên biển sông nước, nhất là đây là Kinh Giang trên Tịnh Khê thì mình cũng thực sự là rất là muốn chia sẻ với tất cả cộng đồng, với tất cả những người mà chưa đến đây á, hãy đến với vùng sông nước như thế này. Chúng ta sẽ có một quà tặng tinh thần cho chúng ta rất đặc biệt. Đó là thứ năng lượng mà chúng ta được thêm yêu Tổ quốc, thêm yêu quê hương, thêm yêu vùng miền mà nơi đó có những con sông, những kênh rạch và những cái dừa nước như thế này. Hợp tác xã nông nghiệp và du lịch cộng đồng Mỹ Khê chính thức hoạt động từ tháng 4 năm 2023. Từ 17 người ban đầu, đến nay hợp tác xã đã có gần 30 thành viên. Gắn bó với sông Kinh từ bao đời nay, chèo ghe đánh cá đi buôn, giờ chèo ghe đưa khách đi tham quan rừng dừa nước. Mô hình du lịch cộng đồng hoạt động hiệu quả, tạo ra hướng mới trong phát triển du lịch địa phương. Đây cũng là định hướng phát triển kinh tế của Tịnh Khê trong thời gian tới khi xây dựng du lịch cộng đồng trở thành sản phẩm OCOP. Năm 2023, rừng dừa nước Tịnh Khê đã thu hút hơn 2.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Gần 30 lao động có công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, kinh tế nông thôn phát triển, môi trường được giữ gìn. Cái mô hình này á, là được cái là cộng đồng cùng tham gia, cùng hưởng lợi và mang cái bảo tồn là chủ yếu, dựa vào rừng dừa nước để phát triển tạo sinh kế cho người dân. Bởi vì chỉ có bảo tồn thì mới bảo đảm được
cái tài nguyên thiên nhiên được lưu giữ và phát triển cho thế hệ mai sau. Và từ cái bảo tồn đó mới sinh ra nhiều cái dịch vụ như để khai thác được cái truyền thống của người dân mà trải qua hàng bao đời để lưu giữ. Và nay hợp tác xã và mong muốn và phối hợp với các hội đoàn thể và người dân trên địa bàn xã để phát triển các dịch vụ nhằm giới thiệu với bạn bè trong và ngoài nước về các nghề truyền thống, về văn hóa, lịch sử của địa phương trong quá trình phát triển và để tạo công ăn việc làm bền vững, từng bước chuyển đổi cơ cấu từ câu lao động từ nông nghiệp sang thương mại dịch vụ, đó là định hướng lâu dài của hợp tác xã. Xã Tịnh Khê có hơn 13.000 người, có 4 thôn Trường Định, Cổ Lũy, Tư Cung và Mỹ Lại. Điều kiện giao thông thuận lợi, địa hình vừa có sông vừa có biển. Tịnh Khê có nhiều lợi thế để phát triển du lịch. Bãi biển Mỹ Khê là bãi biển đẹp nổi tiếng của Quảng Ngãi và miền Trung. Khu du lịch biển Mỹ Khê được quy hoạch là một trong 9 khu du lịch quốc gia của vùng duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2030. Chiếm vị trí quan trọng trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh và của thành phố Quảng Ngãi. Biển Mỹ Khê được xây dựng hướng tới bãi biển xanh, sạch, đẹp. Hạ tầng được nâng cấp mở rộng, chỉnh trang toàn bộ khu vực ven bãi biển. Hơn 600 cây dừa đã được thành phố Quảng Ngãi huy động xã hội hóa trồng dọc bãi biển. Không gian cảnh quan được tăng diện tích phủ xanh để biển Mỹ Khê trở thành điểm đến hấp dẫn. Mỗi năm thì thấy năm nay là biển mình đẹp hơn nhiều. Năm nay là đường cấm này, cầm hoa này, là bãi biển là cây cối nhiều, xanh đẹp. Khu du lịch là nói chung là bây giờ là phát triển kiểu này thì chắc tương lai sẽ đẹp hơn nữa. Khu vực biển Mỹ Khê có hơn 30 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống với các món đặc sản, bánh xèo hay tôm, hải sản tươi ngon. Du khách đến đây ngày càng tăng. Hơn 30 hàng quán được đầu tư, sửa sang. Vệ sinh môi trường được giữ gìn. Khu du lịch biển Mỹ Khê hướng tới là điểm đến với cảnh quan xanh sạch, con người văn minh, thân thiện. Từ khi có bờ tám đây là trước lúc thành lập là anh đã có rồi. Trước lúc thành lập bon lấy ở đây là anh đã có rồi. Cho nên là cái thương hiệu của anh nó có rất là lâu, mà nhiều người rất là tin tưởng cái thương hiệu của anh. Có những người đi Mỹ mấy chục năm về vẫn tìm tới quán của anh. Đi Mỹ mấy chục năm vẫn về tìm tới quán của anh. Thành phố Quảng Ngãi phát triển về hướng biển. Hạ tầng kinh tế xã hội của Tịnh Khê được đầu tư nâng cấp để kết nối với hạ tầng kinh tế xã hội chung của thành phố. Cầu Cổ Lũy, cây cầu dây văng đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi, nối xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú, là điểm nhấn cho đôi bờ ở cuối sông Trại. Hai bên đầu cầu, 3 hecta cây xanh, thảm cỏ, cây đã được trang trí là điểm check-in cho du khách. Sát bên cầu Cổ Lũy, chùa Minh Đức và khu văn hóa Thiên Mã, khu du lịch tâm linh đầu tiên có quy mô lớn ở Quảng Ngãi. Khí hậu trong lành để cho có cái nơi mà những cái người cô tuổi lớn tuổi như cô ấy, có cái nơi để mà mình đi dỗ người vui chơi như những cái ngày lễ ngày đùa như này nè, là chị em phụ nữ có tá đai để mà thưởng thức những cái dòng nước trong xanh rồi cây cối xanh tươi, rồi trên thì có Phật, có chùa, có chiền mình đi tham quan. Khai thác tiềm năng lợi thế, xã Tịnh Khê đẩy mạnh phát triển cơ cấu kinh tế và chuyển dịch lao động theo hướng thương mại dịch vụ. Tịnh Khê có 635 hộ kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 2.540 lao động. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 đạt 56,7 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,23%. Ở đây nói em so với trước kia là bây giờ đây người ta phát triển dữ lắm. Ồ, cho bây giờ thật ra thì hồi kia khổ quá trời. Bây giờ nó thật ra là sướng. So với hồi kia mà em xuống đây thì đường kế thì lầy lội. Đây thì xe đọc cọc cạch. Bây giờ nó thật ra em thì xe của rồi toàn là có điều là không có xe hơi được mấy chiếc, chứ còn xe ông đoa bên đường được bê tông qua xóm ấy. Hồi xưa thì đa số là ít. Ví dụ như là muốn mua những cái mặt hàng gì đó là mình phải lên thành phố, mình lên thành phố mình mua. Nhưng mà bây giờ là người dân là không cần đi đâu hết, chỉ mua ở đây thôi. Ở đây mọi thứ, dịch vụ, mọi thứ đều có đầy đủ hết. Cho nên là địa phương ở đây rất là phát triển.
Tịnh Khê, vùng đất chịu nhiều mất mát trong chiến tranh với nỗi đau Sơn Mỹ. Nhưng sức sống ở Sơn Mỹ là sức sống của hiền hòa, của bình yên, nền bất diệt. Sắc diện của Sơn Mỹ hôm nay là nông thôn khang trang, sạch đẹp, văn minh. Sau khi về đích xã nông thôn mới, Tịnh Khê đã huy động trên 10 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao. Cuối năm 2023, Tịnh Khê đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Thành công ở Tịnh Khê là đã phát huy vai trò chủ động của người dân. Nhà nước đóng vai trò hướng dẫn và hỗ trợ. Các hoạt động do chính người dân ở thôn, xóm, bàn bạc quyết định. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê tổ chức họp dân ở 4 thôn, triển khai xây dựng các công trình và nhiệm vụ, thực hiện các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vận động người dân hiến đất mở rộng mặt đường và đóng góp kinh phí đầu tư các tuyến đường, ngõ xóm theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Từ khi đã phát động chương trình nông thôn mới thì cũng đã có một cái tinh thần mà có cái hưởng ứng rất là nhiệt tình trong cái phong trào nông thôn mới rồi. Bây giờ tiếp đến cái phong trào nông thôn mới nâng cao thì bà con phải hưởng ứng và đã tiếp tục nỗ lực hơn nữa về công tác làm trong cuộc sống và cũng như là có cái tuyến đường đi qua thì bà con rất nhiệt tình. Khi mà có vướng mắc bờ rồ rồi đó thì bà con đưa vô rồi để phát triển cái kinh tế của mình thì cũng hoan hết làm kinh tế, làm đo sắc màu về cái nông nghiệp, cây trồng rồi chăn nuôi rồi đó thì nếu mà cũng thường xuyên chuyển đổi theo cái giá cả thị trường hiện nay cũng như là cái nhu cầu trong cuộc sống. Nỗ lực chung sức trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Tịnh Khê đã đem hoa thành tựu. Người dân Tịnh Khê hôm nay phấn khởi vì sự phát triển của quê hương. Đời sống người dân ngày càng khấm khá. Mỗi xóm, mỗi thôn đều phát động phong trào trồng và chăm sóc hoa dọc các tuyến đường. Thôn Mỹ Lại, một trong những khu dân cư nông thôn kiểu mẫu đầu tiên ở thành phố Quảng Ngãi. Mỗi người tự làm đẹp ngôi nhà, làm đẹp ngõ xóm mình, cũng chính là góp sức cho làng quê thêm sạch đẹp. Vợ chồng bác này rồi nói chung là động viên mấy anh em, mấy bà con gần đây nữa. Rồi sớm nhau mà làm thôi. Làm rồi để rồi mục đích là nông thôn cho nó đẹp đẽ, rồi tư vẻ, vui vẻ. Bước đầu thì cũng có một số hộ tham gia thì rồi đó. Nhưng mà sau này thì bà con cũng thấy còn là cảnh quan của môi trường của thông có hoa có cây thì bà con rất là hưởng ứng phong trào và cùng nhau để xây dựng cái mô hình của thông ngày còn phát triển đi lên và tuyến đường hoa rất là đẹp trong của tuyến đường của thông. Xây dựng nền hành chính công hướng đến người dân phục vụ, 119 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Bộ phận một cửa xã Tịnh Khê đã ứng dụng công nghệ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Trong 3 năm liên tục, tỷ lệ kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thực tế của Tịnh Khê được giải quyết đúng hạn hoặc sớm hạn đạt hơn 98%. Mức độ hài lòng và rất hài lòng của người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính đạt 100%. Quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở một xã của thành phố Quảng Ngãi như Tịnh Khê có đặc thù riêng. Đó là gắn với phát triển đô thị, gắn tiêu chí nông thôn mới với hoàn thiện các tiêu chí để trở thành phường của thành phố Quảng Ngãi. Tịnh Khê đã nỗ lực cho cả hai nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Có cái tiêu chí về giao thông, đặc biệt là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, các tiêu chí về thu nhập quy hoạch, các tiêu chí về tổ chức sản xuất ở nông thôn, tiêu chí về chất lượng cuộc sống và các tiêu chí về hành chính công. Thì tất cả các tiêu chí này thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã tập trung chỉ đạo thực hiện, đến nay thì cơ bản là các cái nội dung cơ bản chúng ta đã hoàn thành, gắn đảng bộ và chính quyền và tất cả các ban ngành địa phương cũng đã xác định là việc chúng ta xây dựng hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hoàn thiện đạt xã nông thôn mới nâng cao cũng là cái tiền đề, cái tiêu chí vững chắc để chúng ta hoàn thiện là tiếp tục bước một bước nữa là chúng ta xây dựng phát triển xã liên phường.
hành trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Khê đã mang lại niềm tin, sự phấn khởi cho người dân. Nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng xã lên phường, tỉnh Khê tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn, trở thành một đô thị ven biển, một điểm đến bình yên cho du khách.